Tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự hội nghị sơ kết công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức. Cùng dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, đánh giá cao những nỗ lực đóng góp rất quan trọng của công tác truyền thông, báo chí trong phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng khẳng định, đây cũng là truyền thống, là món quà quý giá để có những sản phẩm thiết thực, đóng góp vào việc kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sự đóng góp to lớn trực tiếp nhiều mặt của các cơ quan truyền thông báo chí của nước nhà đã góp phần quan trọng vào chiến thắng trong công tác phòng chống COVID-19. Thủ tướng cho rằng, trong mọi cuộc cách mạng, vai trò của truyền thông thông tin có ý nghĩa rất quan trọng, bày tỏ sự vui mừng được gặp gỡ các cán bộ tuyên giáo, thông tin, các nhà văn, nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên tại hội nghị. Thủ tướng cho rằng đây là lực lượng với nhiều quân binh chủng mạnh và có vai trò hết sức quan trọng trong chiến dịch phòng chống COVID-19. Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thủ tướng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần phò chính diệt tà, tinh thần vượt qua khó khăn để nền báo chí cách mạng Việt Nam đứng vững. Thủ tướng cho rằng nên thảo luận về cơ chế tài chính để hỗ trợ cho các cơ quan báo chí sau quy hoạch một cách phù hợp với khả năng tài chính quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao bằng khen cho 18 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông về phòng chống COVID-19.